Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh của Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi về được một cặp loa cây, rất là nhiều loa quý vị, đến từ hãng JBL. Đây là một trong những cặp loa mà rất lâu rồi Bi mới có lại nè. Model của nó là L880 nha quý vị. Nó gồm có 5 loa tất cả. 5 loa tất cả nha quý vị. Nhìn loa cây không quá lớn vậy nhưng mà nặng lên tới 24,5 kg. 24,5 kg trên một loa như vậy nha quý vị. Hai loa dưới này là hai loa bass với đường kính 15 cm. Đây. Răng các thứ đều còn nguyên hết nha quý vị. Lỗ thông hơi nằm phía trước lưới, tí là Bi đưa quý vị xem nha. Loa mid đây, loa treble và loa siêu treble. Dòng này công suất cực kỳ khủng, lên tới 400W, từ 200 tới 400W trên một thùng. Quý vị vừa nghe nhạc, karaoke hay là xem phim đều được hết nha. Xem phim đều được hết nha quý vị. Nó có chiều cao là 99 cm, chiều rộng 22 và chiều sâu là 38 quý vị ạ. Đây Bi quay kỹ quý vị xem nè. Rất là đẹp luôn, chỉ có bụi nó bám đây thôi. Mà nè. Đây quý vị, chân đồ còn hết luôn nè, mấy cái đế chân nhựa này quý vị. Dòng này chơi Bi quay được luôn, cầu trạm loa gì cũng còn. Mấy cái miếng này đều còn nè. Bát 15 thôi, nhưng mà hai bát cực kỳ lực nha quý vị, tí là Bi đánh quý vị nghe. Nghe nhạc vàng hả quý vị, nghe nhạc mạnh đều được cả. Trợ kháng của dòng này là 8 ohm, độ nhạy 91 dB nha quý vị. Được sản xuất tại Mexico. Đôi loa mình đang có là hàng mã về sản xuất Mexico nha quý vị. Đây tem của nó nè. L880 có một cặp nha quý vị, Bi có một cặp, bụi của nó còn luôn đây. Đây là hai cái miếng đồng để chúng ta chơi Bi quay. Còn quý vị nào không chơi Bi quay thì cứ để nguyên vậy mà chơi thôi. Made in Mexico nha. Và mức giá ngày hôm nay mình bán là 14.200.000 nha quý vị. 14.200.000. Rất là đẹp luôn, loa nào cũng đẹp hết quý vị. Cái nào cũng đẹp cả. Thank you.
thương đầy cần.